Xin chào tất cả mọi người, Phước Sửu đang đứng tại dự án Zai River Country One, là một phân khu đầu tiên của dự án Zai Gai Nhà Bè. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một căn biệt thự 10x20 tại dự án này nhé. Căn biệt thự 10x20 này thì được thiết kế gồm một trệt, hai lầu và sân thượng áp mái. Và bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người khám phá chi tiết bên trong để xem căn biệt thự của GS này có gì đặc biệt mà khách hàng luôn tìm tới đây để chọn an cư lạc nghiệp mà nha. Biệt thự song lập Zai Gai nằm trong khu đô thị Zai Gai City Nhà Bè, phân khu Zai River County One, mở bán đầu tiên trong dự án khu đô thị. Với kiến trúc hiện đại, tinh tế đặt trong khuôn viên xanh, thoáng đạt cùng chuỗi tiện ích mua sắm, giải trí hiện đại. Biệt thự song lập Zai Gai sẽ là tổ ấm mơ ước cho gia đình bạn an cư và tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng hạnh phúc mỗi ngày. Bất động sản mà chúng tôi đem đến cho quý vị ngày hôm nay, đó chính là biệt thự song lập 10x20, đường 12m, hai mặt tiền trước sau và với tổng diện tích là 200m², thiết kế 2 tầng áp mái. Biệt thự song lập Zai River County Zai Gai Nhà Bè là một trong những sản phẩm đáng mua tại khu đô thị 350 hectare của GSENC Hàn Quốc tại Nam Sài Gòn. Bởi vị trí trong khu compound hoàn toàn khép kín, an ninh 24/24, thiết kế tinh tế, chất lượng công trình cao và quy mô của siêu dự án GS Metro City. Vị trí của biệt thự song lập Zai River County One, Zai Gai Nhà Bè cũng có những đặc điểm như sau. Thứ nhất là thuộc tiểu khu A31 và A32. Thứ hai là nằm ở mặt tiền đường nội bộ. Thứ ba là có 3 mặt thoáng. Thứ tư là có 1 mặt tiền đường. Và cuối cùng là một số căn đối diện và view ra Pocket Garden. Và sở hữu riêng cho mình một căn biệt thự tại đây cũng sẽ giúp cho quý anh chị thừa hưởng được nhiều tiện ích đẳng cấp và tiện lợi có trong khu vực. Và nơi đây sẽ là khu đô thị hội tụ các cư dân ưu tú, một cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện, năng động và đảm bảo an ninh tuyệt đối. Và dự án này cũng là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ nhiều khách hàng. Và GS Metro City là khu đô thị tầm cỡ phía Nam Sài Gòn, với quy mô rộng lớn và chú trọng vào chất lượng, kết cấu bền vững tiện sử dụng, đáp ứng cho nhu cầu của số đông đại chúng. Sự cân bằng trong cuộc sống cũng là mục tiêu của những nhà kiến tạo, từ chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát và vận hành khi phát triển nên dự án Zai Gai Nhà Bè này. Vừa nghe thì chúng ta có thể thấy là có vẻ rất là dễ dàng, nhưng thực tế thì lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, cái nhìn rộng lớn để có thể bắt nhịp sống khu đô thị bận rộn, tốc độ đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Mảng xanh không còn nhiều, xe cộ khói bụi và ô nhiễm môi trường hay áp lực từ công việc là sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ tân tiến nhất và tiện ích đẳng cấp mang đến cho cư dân những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Quý anh chị để cần thêm thông tin về bất động sản thì hãy inbox ngay cho chúng tôi, hoặc quý anh chị cần ký gửi sản phẩm, chuyển nhượng lại dự án thì hãy gửi thông tin cho chúng tôi ngay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Chúc quý anh chị có một ngày mới vui vẻ và bình an.